phẩm Lasser Packet của công ty 37OC cũng được phân phối tại các trung tâm thương mại cao cấp như Takashimaya, Isetan, Barney's New York. Chị được một người chị bạn, đồng nghiệp, người Nhật giới thiệu mời một cái loại nước thơm cho chị em phụ nữ mà rất nhiều nghệ sĩ bên Nhật rất là thích luôn. Thì chị cũng trải nghiệm thử và chị cũng cảm thấy là rất là hài lòng. Da chị cảm thấy là sáng hơn, đẹp hơn và sức khỏe cũng được cải thiện. Chị thấy Placenta W là một cái bí quyết của phụ nữ hiện đại giúp và giải quyết những cái vấn đề về da, tóc, cải thiện, giúp điều hòa nội tiết cho phụ nữ. Từ khi uống làm sản phẩm này thì chị cảm thấy rất là tự tin. Và dạo này là khi ra đường gặp bạn bè thì ai cũng khen. Bên cạnh đó thì chị cũng có tiết kiệm được nhiều thời gian. Thay vì trước đây là mình phải sử dụng nhiều mỹ phẩm thoa lên cái gương mặt của mình, nó lưỡng chỉnh thì rất là nhiều. Và nói chung là chị rất là vui và hài lòng với dòng sản phẩm này. Và hy vọng là chị sẽ giới thiệu được với nhiều người biết và dùng chung với mình. さくらさんに我が社の商品を扱ってほしい一番の理由は日本の良さを最も理解している会社だと思っているからです。きっと我々の商品のこともよく理解をしてくれて、それをベトナムで広めていただけるというふうに思ってます。ありがとう。chị thấy sản phẩm này rất là đa năng, dễ uống và thật sự là tốt. Mình thấy sản phẩm là rất là dễ uống nè, hiệu quả và giống như là một cái sản phẩm gọi là siêu phẩm luôn á. Đây là một sản phẩm mà đáng để cho mình mua và rất là dễ uống. Chị cảm nhận được đây là một sản phẩm rất là cao cấp. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sản phẩm Placenta Kép sẽ sớm được thị trường Việt Nam đón nhận, sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho phụ nữ Việt Nam trong việc hồi sinh lại làn da thâm sưng và đem lại sự tự tin cho người phụ nữ.